Chào các bạn, trong video số 82 này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bảng đấu trong giải giáp cấp liên tái năm 2017 giữa danh thủ của Việt Nam là Lại Lý Hưng đại chiến một danh thủ còn khá trẻ tuổi của Trung Quốc là Vương Gia Thị. Trong bảng đấu này, Vương Gia Thị cầm đỏ đi tiên, Lại Lý Hưng cầm đen thủ hậu. Diễn biến của bảng đấu diễn ra như sau, mời các bạn theo dõi.
Đến đây với việc khuyết tượng và thiệt quân hơn bên đen thì bên đỏ là Vương Gia Thụy đánh buông cờ đầu hàng, lại Lý Huynh cầm đen thu hậu giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.